Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một ứng dụng mới, ứng dụng quét mã vạch, e-check bảo vệ người tiêu dùng. Chúng ta cài nhé. Đây là những cái mình có thể check được các sản phẩm ở siêu thị xem nó ở địa bàn công ty nào. Ta và anh và cài đặt. Phần mềm này các bạn đi mua siêu thị thì ra siêu thị thì các mã vạch nó sẽ in ra và các bạn sẽ check xem thời hạn ngày tháng sử dụng các thứ về định giá bao nhiêu giá thì các bạn sẽ biết được giá sản phẩm của các bạn mua bao nhiêu và hàng thật ở đâu. Ở đây có rất nhiều các ứng dụng mở. Đây có ứng dụng nữa là Passcode Việt. Đấy, check. Nhà các bạn phải vào CH Play này. CH Play này. Đấy, xong các bạn check, không thì các bạn tìm kiếm y check cả đây, y check y check bảo vệ người tiêu dùng. Chúng ta mở ra nhé. Để giới thiệu e-check các loại thực phẩm này, điểm thực phẩm tốt này, e-check khuyến mại hot. Tìm tích. Các bạn click vào đây nhé. Cho phép này. Chúng ta thử check thử cái hộp lon bia này. Chúng ta check thử. Đấy. Bia Hà Nội 330 ml. Chúng ta thử check cái khăn này. Đây là lọ cồn 90 độ. Chúng ta check thử xem nào. Xem hôm lọ mình mua chai 15.000. Biết mình mua đắt không? Chắc là đắt. Đấy, ấn như này trở ra. Rồi. Ra ngoài. Ra thử tiếp nọ cồn 90 độ. Ok, ghi cồn 90 độ Việt Nam. Chưa cập nhật. Giá tham khảo chưa cập nhật. Đấy. Chai cồn Việt Nam này vẫn chưa cập nhật. Phải thật. Ta thử ấy lại nhé. À. Đấy, cồn 90 độ. Lại, bây giờ mình không phải gửi cho đây xem nó bắt được nhé. Đấy. Đây nhìn này. Đấy. Cồn 90 độ luôn. Hay phết. Rồi. Ta thử lọ keo 52 nhé. Đấy. Cái lọ keo 52 có mã vạch không? Đấy. Keo này keo đẹp rồi. Đây có mã vạch.
Thôi bỏ đi. Rồi, chúng ta sẽ đến nọ yến, nước yến xào cao cấp. Nào, chúng ta thử xem có mã vạch nha. Để cái này cũng đeo có. Bật lửa có mã vạch à, chúng ta thử nha. Bật lửa Takaka à. Xuất xứ 3.000 cái. Đánh giá chung 36 đánh giá. Hay đấy. Đấy, phần mềm này rất hay, rất hữu ích cho các bạn. Các bạn nhớ tải về để dùng nha. Đi siêu thị mua, nếu mua các thứ và bỏ máy ra check luôn. Các bạn hay là người tiêu dùng thông minh. Đôi lúc chả thông minh cái mẹ gì. Bye bye, các bạn nhớ subscribe và nhớ comment phía dưới video để có những cái gì để mình sai sót mình sẽ sửa lại. Vâng, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này nhé.